Dự báo nhu cầu mua sắm sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Do vậy, tỉnh đã có kế hoạch bình ổn 11 mặt hàng với sự tham gia của 5 doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường các kênh bán hàng trực tuyến vận động đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, các khu công nghiệp, tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá, kích cầu tiêu dùng, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường hàng hóa, xử lý nghiêm đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái phép, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.